Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, ngày thứ Tư 29 tháng 5 tới đây, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 29 tới ngày 31 tháng 5 năm 2017. Đặc biệt vào ngày 31, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được Tổng thống Donald Trump tiếp đón tại Nhà Trắng. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có buổi trao đổi nói chuyện với nhà báo Đoàn Trọng liên quan tới sự kiện này cũng như những vấn đề xung quanh liên quan tới quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Xin chào nhà báo Đoàn Trọng. Vâng, xin gửi lời chào tất cả đến quý vị khán giả của Phố Bosa TV. Lâu quá không có điều kiện gặp gỡ với quý vị, cũng giống như thân gửi lời chào đến anh Vũ Hoàng Lân. Kỳ lần này thì anh lại có một cái studio mới ha, rất là khang trang đẹp ha. Cảm ơn anh. Hôm nay là 26 rồi, 29 tây thì chỉ còn 2-3 ngày nữa mà thôi. Chừng nào anh mới bay sang DC để ghi nhận sự kiện này thưa anh? Đến bây giờ thì tôi chưa có cái kết quả chính thức là liệu tôi có đi Washington DC để cover chuyến viếng thăm của ông Thủ tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Washington DC và New York hay là không. Nhưng mà cá nhân tôi lại có thể nói là cũng bận rộn với những cái chương trình ở đài truyền hình. Tôi thì tôi chỉ muốn đi Việt Nam thôi. Chứ còn nói chuyện mà ở Mỹ thì đi nhiều quá rồi thưa anh Vũ Hoàng Lân. Chắc chắn là cái mong muốn nào cũng sẽ thành hiện thực nếu mà có đủ thời gian và nỗ lực. Không đi New York hoặc là DC, nhưng mà chắc chắn chúng ta đều là những người làm báo đều quan tâm tới chuyến đi này của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thật sự ra mà nói, đối với những người Việt ở hải ngoại này, cho dù không ít thì nhiều, anh cũng luôn luôn quan tâm đến những cái hiện tình xảy ra ở tại đất nước của mình. Nhưng ngày nay qua những cái sự kiện thông tin báo chí rộng rãi, cũng có những cái điều kiện mà người ta cập nhật tất cả những cái sự kiện xảy ra ở Việt Nam cách dễ dàng, thì có thể nói rằng chúng ta cũng thấy được một cái hình ảnh của Việt Nam ngày hôm nay khác hẳn với những gì mà trong cái thời gian tôi đã còn sống tại Việt Nam. Là dĩ nhiên qua những cái tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, về tất cả những cái đời sống, đến đời sống kinh tế và những cái vấn đề khí hậu, môi trường, cũng giống như tất cả những cái sự kiện tại Việt Nam, thì tất cả người ký giả nào, người nào làm trong ngành gọi là media đều có một cái sự ham muốn trở về cái nơi mình lớn lên và xem lại những cái sự thay đổi của một cái xã hội mà trong đó bao nhiêu người đã ra đi từ đó và bao nhiêu người cũng trở lại từ đó. Và đặc biệt là ghi nhận tất cả những điều gì đang xảy ra để mà truyền tải tới khán thính giả của chúng ta. Thật sự ra thì tôi cũng không có ý kiến là để ý định là truyền tải, nhưng tôi muốn học thêm để hiểu biết tất cả những gì. Đôi khi thì có những cái nhận định của mình nó không phù hợp với tất cả những gì đang xảy ra trong cái đà tiến hóa của nhân loại. Thì mình cũng phải nên có cái điều kiện on the field, you know, in the front line. Thì tất nhiên điều đó có nghĩa nó dễ dàng hơn. Nhưng mà cũng tùy thuộc vào những cái sự kiện mà thì chắc tôi không nói thì anh cũng hiểu Việt Nam và Hoa Kỳ nằm ở trong tư thế trong một cái gọi là WTO, cái dịch chiến dịch một dịch toàn cầu, thì rất dễ dàng cho tất cả những người hành nghề báo chí nhưng tôi có điều kiện làm việc tại Việt Nam cũng giống như tất cả những người trong ngành media có điều kiện làm việc tại Hoa Kỳ. Trở lại chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Xuân Phúc sang trong vai trò thủ tướng. Và cũng có lẽ là lần thứ ba các thủ tướng Việt Nam sang Hoa Kỳ, ông Phan Văn Khải và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Anh cho một số cái nhận định của anh về chuyến đi, thưa anh. Có thể nói là đồng bào người Việt hải ngoại có nhiều người cũng không đồng tình về những cái sự gọi là hoạt động chính trị tích cực của ông, tất cả nhà lãnh đạo của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng dù những ai khó tính đến bao nhiêu thì cũng ghi nhận một cái sự việc có thể nói người Việt rất là chúng ta có thể nhìn một cái gọi là ngẩn mặt lên chút xíu khi một vị thủ tướng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có điều kiện đến thăm White House, đến thăm Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ và được chính ngay Tổng thống Donald Trump tiếp kiến vào một cái thời điểm mà có thể nói rất nhiều người quan tâm đến Tổng thống Donald Trump. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy là việc trước tiên chúng ta phải đánh giá ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong những vị lãnh đạo đầu tiên ở các quốc gia ở trong khu vực Asia như là Đông Nam Á ở đây có điều kiện đến Hoa Kỳ và được Tổng thống Donald Trump tiếp đón trong cái buổi gặp gỡ chính thức.
Và bên cạnh đó thì chắc người ta cũng nói đến nhiều chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump trong những ngày gần đây, đặc biệt là qua những cái khu vực từ Saudi Arabia cho đến Israel, Palestine, rồi đến Brussels qua cái hội nghị gặp gỡ tất cả các thành viên của khối NATO. Cũng ngày này và ông ta gặp gỡ tất cả những thành viên của khối G7 qua những duyệt xét những cái vấn đề mà đặc biệt gần đây nhất là qua sự kiện khủng bố ở tại thành phố Manchester City. Thì điều đấy cho thấy rằng cái sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Phúc, là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là một trong những cái sự hạnh diện cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa anh Vũ. Vâng, anh vừa mới nhắc tới cái chuyến của ông Donald Trump, chuyến đi kéo dài hơn một tuần. Hiện nay cũng còn chưa chấm dứt, rất là hy vọng nếu mà có thời giờ chúng ta sẽ có một cái buổi khác nói chuyện về cái chuyến đi này và những cái hệ quả của nó cũng rất hay. Và Tổng thống Donald Trump khi quay về lại Hoa Kỳ, có lẽ là cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là cuộc gặp đầu tiên đối với các lãnh đạo các quốc gia khác. Vâng, thưa, đến bây giờ thì White House cũng chưa ra một cái thông cáo chính thức về lịch trình của cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Donald Trump. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy đã có những cái cuộc lobby rất lâu, từ lâu đây, thậm chí cho quý vị cũng đã biết, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họ mướn một người lobby, họ chịu khó trả tới 30.000 một tháng để sửa soạn cho chuyến đi này. Đó là một trong những cái sự kiện cũng cần hiểu đến. Chắc quý vị biết cái vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ thì luôn luôn có những người lobby. Không có cái gì tự nhiên xảy ra cả. Là dĩ nhiên thì đến bây giờ thì không ai nói cái chuyện khi không mà người ta làm không cho mình đâu, thưa anh Vũ Hoàng Linh, và chắc quý vị khán thính giả cũng biết được điều đó. Có một điều mà người ta nói đến cái thời điểm này là một trong những cái thời điểm mà có thể nói nhiều đến vấn đề kinh tế phát triển và sự bang giao giữa Việt Nam với Hoa Kỳ như thế nào. Cái điều kinh tế phát triển, điều đó có nghĩa nói rằng sau khi mà Tổng thống Donald Trump, cái ngày đầu tiên ông đến White House, ông đã đưa ra một cái thông cáo chính thức về Executive Order, và ông có thể nói rằng là chấm dứt sự tham gia của Hoa Kỳ đối với gọi là Hiệp định TPP. Và Việt Nam là một trong những cái quốc gia trước đó đã được nhiều cái lời hứa hẹn từ phía Tổng thống Barack Obama, và ít ai nghĩ rằng là cái Hiệp ước TPP không thể đạt được cái kết quả đến như ngày hôm nay. Và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến White House, liệu ông ta sẽ mang lại về những cái thành quả tốt đẹp như thế nào với nền kinh tế của Việt Nam đang phát triển ở trong khu vực Đông Nam Á nói riêng, Á Châu nói chung, và đặc biệt đến tại Hoa Kỳ, đó là lĩnh vực về ngoại giao. Và đặc biệt là qua vấn đề kinh tế. Bên cạnh đó, anh cũng biết hiện nay con số sinh viên Việt Nam và tất cả những người gọi là ở trong cái chương trình giáo dục trao đổi giữa hai quốc gia và trao đổi học vấn ở giữa những trường đại học Việt Nam và Hoa Kỳ, con số đó lên đến rất lớn. Có thể đó cũng là một trong những đề tài trao đổi giữa ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cái hiện tình bang giao giữa hai đất nước. Và gần đây thì anh chắc anh cũng biết vấn đề ở trong khu vực có những vấn đề liên quan đến vấn đề khối ASEAN, cũng giống như anh gần đây thì anh cũng biết rằng có những cái biến động tại Mindanao của tại Philippines. Điều đó cho thấy Tổng thống Donald Trump cũng quan tâm rất nhiều đến vấn đề an ninh ở trong khu vực, và liệu cái chương trình này có thể được hai bên đưa ra trong cái nghị sự hay là không, thưa anh Vũ Hoàng Linh. Nói về cái vấn đề an ninh khu vực thì một cái tin tức gần đây cho thấy là Hoa Kỳ đưa một chiếc tàu chiến vào khu vực Biển Đông và Trung Quốc đã phản đối ngay lập tức cái việc đó. Anh có thể cho biết vài ý kiến liên quan tới cái sự kiện đó, thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, với tư cách là một người làm ở trong truyền thông buổi một sáng thì chúng tôi có phụ trách một cái chương trình cà phê sáng ở trên kênh của Lido Sài Gòn TV 57.7. Chúng tôi không phải là những nhà bình luận chuyên môn để gửi đến quý vị tất cả những cái sự kiện mà theo ý kiến quan điểm riêng của chúng tôi. Tuy nhiên bên cạnh đó, những cái sự kiện gần đây xảy ra liên tục. Nếu quý vị có điều kiện theo dõi tất cả những gì xảy ra ở tại Biển Đông thì chắc quý vị biết rằng gần đây liên tục có những cái cuộc thăm viếng của tất cả những chiến hạm của Hoa Kỳ, đặc biệt ngay ở trong đó có vấn đề là một trong những cái khu trục hạ, một trong những chiếc hàng không mẫu hạm trực thăng của Nhật Bản. Cũng có đến thăm viếng mà hiện nay họ đang ở tại quân cảng Cam Ranh, cũng là một trong những sự kiện. Nhưng điều mà chắc quý vị cùng với chúng tôi phải biết đến, một trong những cái chính sách quân sự quan trọng nhất của Tổng thống Barack Obama, đó là vấn đề xoay trục châu Á. Thì sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên thệ và trở thành chức vụ Tổng thống 45 Hoa Kỳ thì gần như tất cả các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Biển Đông có vấn đề giảm xuống, không còn leo thang như lúc trước. Tất cả những cái phi vụ và tất cả những chuyến tuần hành qua tất cả những cái thềm lục địa gọi là ở trong Biển Đông cũng bị giảm bớt. Nhưng trước khi chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến tại Washington DC thì kính thưa quý vị, ngày hôm kia một trong những chiến hạm khu trục hạm, kính thưa quý vị, đó là một trong khu trục hạm có hỏa tiễn Polaris, kính thưa quý vị, đã đi vào trong một cái khu vực mà
phía Trung Quốc lên tiếng cho rằng đó là cái hải phận của họ ở trong vòng 12 hải lý. Chắc quý vị biết 12 hải lý thì có khoảng 20 km. Và đây là một cái sự kiện đầu tiên xảy ra kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Và bên cạnh đó là một cái sự kiện diễn ra trước khi cái chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến đến Hoa Kỳ. Thì chắc anh Vũ Hoàng Lân cũng giống như tất cả khán thính giả, chúng tôi đều có một cái nhận định và hiểu biết rõ ràng qua những cái người lãnh đạo của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi có cơ hội tôi phỏng vấn ông đại sứ Phạm Xuân Vinh, ông cũng cho biết rằng đến ngày hôm nay khi tôi nói chuyện với anh, tất cả những cái chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của chúng ta tại Hoàng Sa và Trường Sa vẫn được giữ nguyên như cũ. Cái điều đó cho thấy rằng luôn luôn Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng một cái quan điểm là tất cả những cái đảo tân tạo ở trong vùng Biển Đông không phải là thuộc về lãnh hải của Trung Cộng. Thì điều đó cho thấy có những cái quan điểm gọi là có thể song song với nhau và có thể dễ dàng chấp nhận giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thưa anh Vũ Hoàng Lân, có lẽ ý anh muốn nói là cái quyền lợi của Hoa Kỳ nó song hành với quyền lợi của Việt Nam trên Biển Đông. Thưa tất cả mọi người đều chấp nhận vào một cái gọi là luật biển được ký kết vào năm 1988 mà Hoa Kỳ tôi không biết rằng, hiểu biết của tôi không biết rằng là họ có ký vào đó không. Nhưng Việt Nam là một trong những thành viên của luật đó và tất cả những cái ứng xử trên đường biển mặc dù đã có một cái ký kết một cái hiệp ước ở quê hương trong những ngày gần đây, tuy nhiên tất cả những cái chi tiết đó phía Trung Quốc không có đưa ra họ chấp hành quy tắc ứng xử Biển Đông như thế nào. Nhưng cái điều quan điểm chung mà chúng tôi muốn nói đến với anh là cũng có một số người Việt hải ngoại họ không có một cái nhận định chưa chính xác. Đến bây giờ thì Hoàng Sa hoàn toàn thuộc về của Trung Quốc điều hành. Chúng tôi nói điều hành chứ không phải là cái chủ quyền của họ. Chiếm đóng là điều hành. Cái đảo Tam Sa, cái đảo Hoàng Sa vì họ đặt một cái thành phố Tam Sa, họ có những cái cơ sở để mà giống như có một cái đời sống thực tế ở trên đảo Hoàng Sa. Nhưng bên cạnh đó thì anh là người đi về Trường Sa nhiều thì tất cả những tin tức chúng tôi được biết rằng hải quân của Quân đội Nhân dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn trú đóng rất nhiều cái đảo quan trọng ở trên Trường Sa. Thì điều đó nói lên một cái ý nghĩa rõ ràng là Trường Sa chưa hoàn toàn mất đi cái chủ quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường Sa thì phía Việt Nam có đóng rất nhiều, không còn bàn cãi gì nữa. Nhưng mà điều ngay cả Hoàng Sa, như anh biết là phía Trung Quốc hiện nay hoàn toàn chiếm đóng sau hai lần đánh, một lần năm 58 và năm 74. Tuy nhiên, vì vậy cho nên nó dẫn tới một cái tình trạng hiện nay đối với phía Việt Nam là phía Việt Nam vì không có chỗ để mà giữ ở Hoàng Sa nhưng họ lại đặt một cái cơ quan hành chính ở đâu đó ở Đà Nẵng để mà gọi là đây là cái huyện đảo Hoàng Sa mà thực ra đặt ở trong đất liền, trong cái tình trạng mà là không còn chỗ nữa mà. Tôi thì tôi không nắm được rõ tất cả những cái luật lệ với những cái tổ chức về vấn đề Hoàng Sa tại Việt Nam như thế nào. Nhưng cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh ngày hôm nay là vấn đề khi ông tướng James Mattis lên đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, ông đã tuyên bố trước khi ông Donald Trump nhậm chức là tất cả những cái sự kiến thiết tân tạo, tất cả đảo tân tạo ở trong Biển Đông, điều đó không được chấp nhận bởi Hoa Kỳ. Và họ cho rằng cái sự việc này là một cái sự lạm dụng. Vì theo cái sự hiểu biết của những người làm báo như chúng tôi thì nếu khi mà Trung Quốc xác nhận rằng là những cái đảo tân tạo đó là của họ thì cái chủ quyền và biển cả của chủ quyền thêm lục địa của họ sẽ được nâng ra xa hơn và có thể họ đơn phương tuyên bố những cái vùng gọi là nhận diện phòng không thì sẽ tạo nên một cái hoàn cảnh khó khăn cho tất cả những cái người sử dụng cái hải đảo quốc tế ở trên Biển Đông này. Chắc anh cũng biết rồi, một cái số lượng hàng hóa 1/4 thế giới hàng năm chuyển qua trong cái khu vực Biển Đông thì gây nên một cái sự gọi là dễ bị gây nên những mâu thuẫn ở trong khu vực. Đó là cái hành động mà chúng tôi trở lại là hải quân của Hoa Kỳ đã có những cái sự đến bây giờ thì chúng tôi chưa thấy có những cái chuyến bay ở trên cái bầu trời gọi là cái gọi là cái không phận của Trung Quốc. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng tôi thấy rõ ràng một cái chiếc khu trục hàm và sự đáp trả lại của chiếc hai tuần tàu tuần dương của Trung Quốc đã nói lên điều này. Và sau đó qua một cái lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho thấy điều này có nghĩa rằng hai bên chưa đi đến thống nhất cái sự lãnh thổ và thềm lục địa của tất cả những cái vùng ở trong khu vực Biển Đông. Xin góp ý thêm với cái phần góc độ đó. Về cái việc mà Trung Quốc chiếm giữ hoặc là nói rằng là khu vực đó thuộc về Trung Quốc và phía Hoa Kỳ thì không công nhận cái điều đó như anh vừa mới phân tích đó, thì nó dẫn tới một tình trạng rất có lợi cho Hoa Kỳ ở cái điểm là tùy theo thời điểm mà Hoa Kỳ lên tiếng hay không những cái hành động của Trung Quốc thì cái quay trở lại cái việc mà cái khu trục hạm của Mỹ vừa qua đi tới và tạo ra cái sự phản đối của Trung Quốc á, thì có cái sự phân tích cho rằng vì sao
vì sao ngay thời điểm này Mỹ đưa vào một cái tàu như thế. Thì cách phân tích nó thế này, theo tôi ghi nhận là Hoa Kỳ hiện nay đang muốn phía Trung Quốc phải nói chuyện phải trái với lại Bắc Hàn, vì Bắc Hàn đang làm những cái chuyện mà thử hạt nhân rất nhiều. Trung Quốc làm lơ điều đó, do vậy Hoa Kỳ đã nắn gân Trung Quốc bằng cách là đưa cái tàu vào đó để mà cho Trung Quốc một cái thông điệp là anh muốn chúng tôi làm lơ cho anh cái chuyện này trong thời gian này thì anh phải làm trả lại những cái điều khác. Đó là một trong những cái phân tích mà tôi thấy cũng có lý. Theo anh thì sao? Tôi thì tôi có ý kiến là tôi không đi sâu vào những cái phân tích của mỗi một người dựa vào cái sự hiểu biết và cái quan điểm về lập trường của người đó. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn qua những cái sự kiện và có thể nói rằng cũng có thể đi quá xa mà mình không có ở cái vai trò của mình không có thể mà đưa cái tầm tay mình rít đến những cái sự kiện đó. Nhưng mà ngược lại trở lại một cái vấn đề mà chúng ta cần hiểu biết thêm qua những cái sự kiện gần đây, thì chắc quý vị cũng đã biết rằng một chiếc tàu tuần dương của Coast Guard, tự nhiên là lực lượng phòng vệ duyên hải mà quý vị hay gọi là tuần dương, đã được chuyển giao cho hải quân của cho lực lượng gọi là tuần dương hay là lực lượng cảnh sát biển, hay hồi xưa thì chúng tôi gọi là hải quân, đến bây giờ thì chúng tôi chưa nắm được cái những cái chữ gì đích xác để chúng tôi nói như vậy, đã được chuyển giao cho một cái phái đoàn thủy thủ đoàn trên 120 mấy người ở tại Hawaii, cảnh sát biển Việt Nam. Tôi không biết cái ở bên Mỹ thì những cái chiếc tàu đó là gọi là lực lượng Coast Guard. Và sau đó thì anh có thấy rằng là bên Nhật Bản họ trang bị cho cảnh sát biển Việt Nam những chiếc tàu tuần duyên mà ngày xưa thì hải quân Việt Nam hay cái dạng tàu giống như những chiếc PCF ngày xưa. Cái đến là gần đây thiết thực nhất là ngay có cả ông đại sứ Hoa Kỳ đến để chuyển giao cho cảnh sát biển 6 chiếc tàu tuần dương của cảnh sát. Theo cái sự hiểu biết của chúng tôi về những gì về bên biển thì 6 chiếc này là những cái chiếc tàu tuần tiểu giúp đỡ cho cái là việc những chiếc xuồng tuần tiểu. Tôi nghĩ không phải là chiếc xuồng, đây cũng là một chiếc có thể ngày xưa thì hay gọi cái chữ khinh tốc định là ở trong biển đi nhanh hơn. Nó không phải là những chiến hạm. Nhưng mà nó có một cái trách nhiệm để tuần tra ở trong cái khu vực cận duyên để tạo nên những cái vấn đề ngăn cận những vấn đề buôn bán lậu, lợi dụng tất cả những cái vấn đề là cướp bóc ở trên đường biển. Cái ý nghĩa của những cái sự kiện đó cho thấy càng ngày càng xích lại gần sự tương quan lực lượng về vấn đề vũ khí giữa hai quốc gia. Một trong những cái sự kiện mà ngay cá nhân tôi cũng lấy làm lạ, vì chắc quý vị biết sau năm 1975 tất cả mọi người, cả ngày cá nhân tôi không ai nghĩ một ngày nào đó Hoa Kỳ lại có những cái sự liên hệ như những cái gì mà Hoa Kỳ đã liên hệ với Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Như chúng tôi nói đến một cái chiếc tàu của Coast Guard thì nó giống hệt như tất cả những cái tiến trình ngày xưa họ giao những cái chiếc gọi là chiếc West của hải quân hoặc cho hải quân Việt Nam, cũng lấy từ Coast Guard đưa qua, cũng đưa tất cả các thủy thủ đoàn qua Hawaii học hành rồi xong đi về. Và đó là những trong cái bước khởi đầu để người ta trang bị cho lực lượng của hải quân Việt Nam nói chung và lực lượng cảnh sát biển mà anh vừa mới nói riêng. Bên cạnh đó anh thì cũng không quên tất cả những sự gia tăng của quân lực của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phía quân đội nhân dân trong binh chủng hải quân. Chắc anh cũng thấy đã một cái hạm đội tàu ngầm cũng được phát triển, và trong cái vùng lãnh hải của Việt Nam để được tuần tiểu, cũng giống như tất cả những chiếc tuần dân hạm như là chiếc Đinh Tiên Hoàng, chiếc Khánh Hoàng đã được huấn luyện tại Nga Sô và chuyển về tại cho Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng cái sự tăng trưởng về vấn đề vũ khí giữa Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở phía về mặt biển càng ngày càng gia tăng, và ngày nay người ta không coi Việt Nam như là một cái quốc gia không có đủ khả năng để bảo vệ cái lãnh hải của nó. Với cá nhân một người mà theo dõi và làm báo chí, tôi nghĩ rằng cái lực lượng hải quân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ phải là một cái lực lượng cần có cái sự quan tâm của tất cả những cái đối thủ ở trong khu vực. Nếu nói lên điều đó thì chứng tỏ rằng Hoa Kỳ hiện nay càng ngày càng có những cái dấu hiệu cho thấy họ tiến gần hơn về vấn đề cung cấp vũ khí, cung cấp cả về vấn đề tiếp tế, về vấn đề quản trị và vấn đề chiến lược chiến thuật cho hải quân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những chiếc tàu ngầm của Nga bán cho Việt Nam thì đã là một chuyện dễ hiểu, đó vốn là một đồng minh gọi là truyền thống của Việt Nam. Nhưng như anh nói, gần đây những cái việc mà cung cấp những chiếc tàu từ xuồng cho tới tàu trọng tải nặng vân vân, và cộng song hành với đó là những chuyến tập huấn cho những người thủy thủ hoặc là thuyền trưởng của những cái quân trang quân dụng đó, thì được biết là trước năm 75 thì Hoa Kỳ cũng làm những cái
rất là tương tự như vậy đối với quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tức là cũng cung cấp hoặc là bán hoặc là cung cấp các loại quân trang quân dụng đi cùng với lại cái việc mà gọi là huấn luyện. Chúng ta thấy có sự đồng nhất gì đó ở đây. Anh có cái so sánh hay là anh có cái nhận định gì về cái việc lịch sử có vẻ lặp lại tôi, như vậy? Tôi thì tôi không nói cái chữ đồng nhất chứ anh nói, nhưng mà chúng tôi nhìn vào những cái sự kiện để cho thấy rằng ngày nay quân đội nhân dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họ đi theo một cái chiều hướng khác những cái sự suy nghĩ của chúng ta. Quân đội nhân dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họ bao gồm tất cả những cái vị chỉ huy lãnh đạo không được huấn luyện thuần túy ở trong những cái khu vực của những nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Ngày nay họ có điều kiện đi qua tại Hoa Kỳ huấn luyện ở những trường đại học quân sự của Hoa Kỳ, ở những cái trung tâm như là Fort Benning về huấn luyện về bộ binh, Fort Bragg, Fort Knox huấn luyện về thiết giáp. Có một cái sự kiện mà chúng ta nghĩ đến, người lính bộ đội với một cái đôi dép và cái áo nón tay bèo với cái đôi dép cao su, ngày đó không còn là một cái hình ảnh ở trong cái quân đội nhân dân của bây giờ nữa, vì họ có một cái sự trang bị đa dạng đến từ các quốc gia ở khắp nơi trên thế giới. Những cái khẩu AK nòng cốt của họ vẫn là một trong những cái vũ khí chiến lược và căn bản của quân đội nhân dân của Cộng hòa xã hội Việt Nam. Xin cắt ngang một tí ở đây, anh vừa mới nói tới cái sự đa dạng, cái điều đó có vẻ rất là quan trọng. Khi mà Việt Nam hiện nay họ nhập vũ khí hoặc là họ mua vũ khí hoặc họ sử dụng vũ khí từ nhiều nước khác nhau. Điều đó có cái ý nghĩa như thế nào thưa anh? Đó là điều chúng tôi muốn nói rằng ngày nay tất cả những cái vũ khí chiến lược và chiến thuật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ đơn thuần đến từ Nga Xô và đến từ Trung Quốc. Ngày trước đây thì có đến về Ba Lan, đến từ tiệp khác, ngày nay không đơn thuần như vậy. Mà nếu quý vị nhìn xa thì quý vị thấy có những hỏa tiễn đến từ Ấn Độ, những chiếc xe tăng đến từ Israel, những cái vũ khí căn bản đến từ Israel, và đặc biệt gần đây khi người ta nói đến cái vấn đề mà những cái vũ khí sát thương đã được Quốc hội của Hoa Kỳ bãi bỏ để bán cho Việt Nam, thì càng ngày càng thấy có nhiều dấu hiệu vũ khí của Mỹ lại đến với Việt Nam. Đó là một cái chữ mà tôi gọi là đa diện, đa năng nhiều ở các khu vực. Như vậy có phải là phía Việt Nam họ cố tình làm như vậy để không bị phụ thuộc vào bất cứ một nước nào trong cái vấn đề vũ khí, thưa anh, quốc phòng thưa anh? Thật sự cảm ơn anh để đưa ra vấn đề này, nhưng mà với cá nhân tôi không phải là một nhà quân sự, thành ra tôi cũng không có những cái hiểu biết nông cạn của tôi cũng không có đủ để chia sẻ với quý khán thính giả. Nhưng mà nhìn những cái sự kiện đó thì chúng ta thấy rằng quân đội, cái gọi là quân đội nhân dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay không đơn thuần, tôi nói cái không đơn thuần, có những cái hoạt động hạn hẹp và họ có những cái vũ khí có thể nói rất là hiện đại, ngay cả những hỏa tiễn có cái tầm bắn xa cỡ khoảng cả ngàn km, có những cái tàu ngầm mà ngày xưa quân đội của Việt Nam Cộng hòa không có tàu ngầm, cũng là một trong những cái sự kiện với những cái chiến xa như ngày xưa M28, M41, thiết vận xa 113, thì tất cả những cái vũ khí để lại hình như nó đi vào cái thời xa xưa không sử dụng. Ngay cả những cái chiến xa T54, PT76 của ngày xưa của quân đội nhân dân, của những cái lực lượng mà gọi là giải phóng Việt Nam cũng không còn nữa. Tôi không hiểu là có nên nói là mặt giải phóng Việt Nam hay không, vì là không biết họ có vũ khí đó hay không. Nhưng mà chúng tôi ý muốn nói lên một cái điều là tất cả những vũ khí đó ngày nay đã thay đổi toàn diện cái khuôn mặt và hình ảnh của quân đội nhân dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày nay nó mang một hình ảnh khác hơn những cái ngày xưa. Tôi muốn nói nếu mà sử dụng vũ khí của nhiều nước khác nhau như vậy, có thể có một cái vấn đề hay không thưa anh, khi mà có một cái sự gọi là đồng bộ để mà có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất trong vấn đề quốc phòng, thì nếu mà từ nhiều nguồn khác nhau quá, theo anh nghĩ nó có thể là một cái điểm, không phải là cái điểm tích cực không? Tôi có thể trả lời anh một cái cách mà tôi gửi đến anh một cái sự kiện khác. Anh thấy cái sự gia tăng chi phí quốc phòng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng ngày càng gia tăng, trong khi mà gọi là tình hình đã được ổn định ở trong khu vực. Việt Nam chỉ có một cái tiếp cận với Trung Quốc mà thôi. Bên cạnh đó, Laos cũng giống như Cambodia và Thái Lan, đó là những quốc gia mà có thể nói không có cái khả năng để tranh chấp về mặt quân sự với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế tại sao lại gia tăng quân sự lên làm gì? Đó là một cái câu hỏi mà tôi hỏi anh thì tự nhiên có câu trả lời. Đó là một trong những cái sự gọi là làm củng cố để bảo đảm được cái chủ quyền, cũng giống như cái chủ quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong quá khứ thì chắc cũng đã biết rồi, vào năm 1979 đã có những cái cuộc xua quân của phía Trung Quốc đến với phía Bắc của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng giống năm 1988 đó cũng có một cái vụ thảm sát một chiếc tàu của Việt Nam. Thì điều đó cho thấy rằng cái tình hiện nay, cái câu hỏi của anh là chúng ta không có thể lệ thuộc. Tôi muốn nói rằng là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thể lệ thuộc vào một cái quốc gia hay một cái nguồn tài trợ nào
khi mà chúng ta cần phải có cái sự toàn diện đóng góp để cái thay đổi chiến lược chiến thuật của mình, cũng giống như nguồn cung cấp gọi là tiếp liệu tiếp vận của mình cho cái quân đội của mình. Đó là ý nghĩa và đó là lý do tôi muốn nói đến chuyến thăm của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông sẽ có thể gặp gỡ, theo tôi biết thì ông có thể có gặp gỡ tất cả những nhân viên lưỡng đảng của tại Hoa Kỳ, Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ. Thì chắc anh biết rằng hiện nay thì Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số tại Hạ Viện cũng giống như tại Thượng Viện. Nhưng trong tương lai thì sự kiện có thể, điều đó tôi nói là có thể thay đổi ở trong một cái tầm ngắm, tầm nhìn của tất cả mọi người. Có thể Đảng Dân Chủ sẽ nắm Thượng Viện và điều đó họ có một cái tầm nhìn xa, họ có những cái cuộc gặp gỡ để trao đổi. Và có thể nói nếu những cái sự kiện mà có những cái sự bất đồng đối với cái quốc gia láng giềng Trung Quốc thì Việt Nam tìm cái nguồn gọi là viện trợ ở đâu để mà có thể đương đầu với tất cả những cái vấn đề khó khăn về quân sự. Hiện nay thì chỉ có một cái quốc gia trong khu vực có thể giúp đỡ cho Việt Nam, đó là Nhật Bản. Thì dù Nhật Bản vừa mới giải thoát được cái vấn đề gọi là lực lượng tự trị của họ, tự vệ của họ, thay vì của bây giờ trở thành một cái quân đội của họ được quy quyền gửi quân đội đi khắp nơi ở trên thế giới. Nếu mà chúng ta gia tăng cái gọi là sức mạnh quân sự, hiện nay Việt Nam chỉ đóng góp vào trong những cái công việc nhân đạo đối với cái tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta cũng chưa tham dự một cái cuộc chiến tranh nào có cái tầm ước quy mô ở trên thế giới này, thì đó cho thấy rằng cái sự huấn luyện của tất cả những cái người quân nhân của quân đội giải phóng Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam tại Hoa Kỳ, giống như tại Ấn Độ, tại những cái quốc gia ở trong khu vực, cái điều đó cho thấy rằng có một cái chuẩn bị, mà chuẩn bị đối đến với ai, đến với từng quốc gia. Chắc là nghĩ anh sẽ có câu trả lời đó. Anh nói rằng là Việt Nam hiện nay không có cái mối đe dọa từ hai bên như là Lào, Campuchia mà chỉ có từ Trung Quốc, mà tại sao lại đầu tư rất nhiều vào vấn đề quốc phòng, làm cho tôi muốn có một cái so sánh. Không biết là đầu tư là bao nhiêu, nhiều là bao nhiêu, là bao nhiêu phần trăm GDP của Việt Nam. Nhưng có một so sánh là vừa rồi Tổng thống Donald Trump khi mà sang Mỹ đã có một buổi nói chuyện trước các nước NATO, và ông cũng đã có thể nói, trong ngoặc kép là ông đã nói cái chữ đòi nợ với lại các nước NATO, yêu cầu họ đóng ít nhất là 2% cái GDP của mỗi nước cho cái vấn đề quốc phòng. Thì hình như là các vị đó mấy chục năm nay đều không chịu đóng, chỉ để Hoa Kỳ đóng mà thôi. Mà trong khi thì họ lại đang có cái đe dọa rất lớn trong cái vấn đề khủng bố mà lại không đầu tư vào quốc phòng. Thì cái điều đó có cho thấy là Việt Nam họ thực sự họ đầu tư để mà đối phó với lại anh láng giềng phương Bắc hay không thưa anh? Khi anh đưa ra một cái câu hỏi mà tất cả mọi người đều biết những cái sự kiện chúng ta có những cái liên hệ như thế nào, chúng ta phải đối phó như thế nào, và vì sao chúng ta cần phải tăng trưởng cái nhu cầu quân sự trong khu vực mà quốc gia chúng ta đang đối phó, thì chắc anh cũng biết rằng Việt Nam chúng ta có chung một cái thềm lục địa, có chung một cái biên giới với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Cho dù là đến hiện nay thì giữa ông Chủ tịch Tập Cận Bình với ông Chủ tịch Trần Đại Quang đưa ra một cái thông cáo chung hai bên sống trong vùng hòa bình tự do, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không tự lo cho chúng ta trước khi có những cái sự kiện đến. Khi anh nói đến vấn đề về NATO, tất cả các quốc gia thành viên ở trong khu vực NATO, họ đã cũng ý lại và họ không có đóng góp một cái số tiền tiếp gọi là tích cực để nuôi dưỡng cái NATO. Đến lúc mà ông Tổng thống Donald Trump đã cho rằng cái lực lượng này có tính cách lỗi thời, và ông nói đến bây giờ thì chúng ta cần phải ngồi lại với nhau và nói chuyện cái sự đóng góp công bằng. Thì trở lại vấn đề Việt Nam, chúng ta cũng cần phải nghĩ đến cái vấn đề họ, tất cả những người lãnh đạo của Việt Nam, họ cũng nghĩ đến cái sự đóng góp công bằng cho những cái gì mà nhu cầu tình hình thế giới nói chung và tình hình tương quan giữa Việt Nam và Trung Quốc nói riêng để đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu. Tôi nghĩ rằng tất cả những nhà lãnh đạo nào cũng phải làm như vậy thôi. Quay trở lại chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc thì có một bài báo có nói tới chi tiết là khi ông Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Tổng thống Donald Trump lần này, có lẽ sẽ không muốn nhắc nhiều tới phía Trung Quốc, tại vì ông ấy muốn giữ cả hai siêu cường này để mà một khi cần phía này chống với phía kia thì Việt Nam có cái cơ hội đó hơn là đứng về phía một phía nào. Anh nghĩ rằng là trong chuyến đi này, vấn đề Trung Quốc, vấn đề Biển Đông mà Trung Quốc đang vi phạm sẽ được Việt Nam đặt ra với Hoa Kỳ hay không? Thế tôi nghĩ rằng là thật sự ra có thể nói rằng nếu mà tôi trả lời câu hỏi của anh thì có thể nói rằng là cái sự nhận định và cái hiểu biết của tôi nó đi quá xa đi. Tại vì anh thường thường tất cả những người báo chí thì đều theo dõi cái nghị trình hai bên họ nói gì trong đó. Cái điều này thì lại nhiên vì hai giờ sen không ai nói. Chúng ta không có, nên ta phải đoán. Không.
Tôi thì tôi không muốn đoán lần, nhưng mà anh cũng hiểu rằng là cái vấn đề chính, vấn đề mà tất cả những cái sự kiện gần đây xảy ra cho thấy gần tất cả những trước khi cái chuyến đi của ông, Trung Quốc có một cái buổi họp ở Quế Dương với tất cả quốc gia ở trong khu vực ASEAN, và họ đi đến một cái thông cáo chung cuối cùng là họ có một cái quy cách cư xử về Biển Đông. Và tất cả những cái chi tiết quy cách Trung Quốc phải làm gì trong cái quy cách cư xử Biển Đông không được nói ra, thành chúng ta không có đề cập đến được là Trung Quốc đã hứa cái gì, làm cái gì ở trong cái khu vực này. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chắc anh cũng theo dõi, anh cũng thấy ngày nay người ta đã nói đến một trong những cái chương trình nó gọi là On Belt On Road, đó là OBOR. Và trong cái sự phát triển này nó nhằm gia tăng tình hình kinh tế, có thể nói càng ngày càng dẫn dắt Trung Quốc đi đến một cái vấn đề là đứng đầu thế giới về vấn đề kinh tế. Đó là một sự kiện mà có thể nói rằng có thể Hoa Kỳ phải bỏ những cái công sức vào để hy vọng rằng có những cái hợp tác lẫn quân sự, lẫn về kinh tế và vấn đề xã hội bên cạnh đó, để làm sao cho cái tình hình an ninh ở trong khu vực được gọi là tạo ổn. Bên cạnh đó thì anh cũng biết rằng ngày hôm qua, ngay cả cái hội tuyển G7, Tổng thống Donald Trump đã nói một câu rất là rõ ràng. Ông nói, quý vị, chúng tôi luôn tiện để nói cho quý vị biết tất cả những sự kiện đang xảy ra tại Bình Nhưỡng, điều đó chúng tôi có thể giải quyết dễ dàng và không đi đến một cái sự đụng độ về vấn đề hạt nhân. Thì điều đó anh nghĩ rằng là trong lúc đó dựa vào đâu để ông có thể nói những cái điều đó? Chúng ta không phải là những nhà quân sự, nhưng anh cũng biết rằng trong cái cuộc chiến tranh ở tại Iraq, cái nguồn cung cấp tất cả những cái gọi là nhu cầu tiếp liệu, tiếp vận đến từ Turkey, đến từ Kuwait, đến từ Saudi Arabia, tất cả những cái quốc gia trong khu vực, thì đến bây giờ nếu có một cái sự đụng độ ở ngay cái vị tuyến 38 và ở ngay Bình Nhưỡng, thì chắc lại Việt Nam cũng là một trong những cái căn cứ có thể hậu cần mà trong tương lai Việt Nam hoặc là Hoa Kỳ có những cái sự chấp, nghĩa là cái hiệp ước với nhau để giúp cho Việt Nam, để giúp cho Hoa Kỳ có những cái cơ sở tiếp vận ở tại đất của Việt Nam, như là vấn đề quân cảng Cam Ranh đã qua, những cái vấn đề buôn bán với nhau. Thì cái điều đó cho thấy gần đây rất nhiều chuyên viên lobby qua những cái tờ báo Economic, The Political, họ đã nói vẫn sự vận động lobby của những nhà đến Việt Nam để tìm hiểu những cái nơi nào đó có thể dự trữ tất cả những cái vũ khí chiến lược và dự gọi là tiếp liệu cho Hoa Kỳ trong khu vực. Anh đây anh thấy ngày xưa thì có những cái chỗ như là Singapore, có như Subic, có căn cứ Class, đó là những cái căn cứ quân sự ngoài Okinawa ra để cho Hoa Kỳ có những cái điểm cân bằng ở trong khu vực. Ngày nay đến cái tình trạng gọi là an ninh ở tại Philippines cũng không đủ, với là sự điều hành của Tổng thống Duterte cũng không đủ cho Hoa Kỳ có một cái niềm tin xây dựng trở lại những cái căn cứ như căn cứ Subic hoặc là căn cứ Classfield. Bên cạnh đó thì chỉ có một mình cái căn cứ hải quân ở tại Singapore không đủ tiềm năng để cung cấp tất cả cái cánh cân quân sự ở trong khu vực, thì điều đó chúng ta phải nghĩ đến Việt Nam. Anh nói tới Phi Luật Tân và Tổng thống Duterte thì cũng muốn lại thêm một cái sự so sánh khá là chéo ngoe như thế này. Trước đây Việt Nam và Nga cũng như là Trung Quốc, nhưng là đặc biệt là Nga, là đồng minh. Ngược lại thì Hoa Kỳ và Phi Luật Tân là đồng minh. Bây giờ đây thì mới đây chúng ta thấy ông Duterte lại đi qua bên Moscow để gặp lấy với Tổng thống Putin với những lời ca ngợi hết sức là đẹp đẽ cho Tổng thống Putin. Ngược lại thì phía Việt Nam và Hoa Kỳ lại càng ngày càng thắt chặt với nhau. Có phải là đây cho thấy là vật đổi sao dời, đồng minh rồi lại hết đồng minh? Tôi không nghĩ như vậy, anh Vũ Hoàng Lân. Ngày nay thế giới sống trong một cái gọi là một cái định chế chính trị không có biên giới. Những cái sự kiện mà chúng ta nghĩ vào ngày trước nó khác hẳn với ngày nay rất nhiều. Trong những cái chuyến bay thẳng từ ở những cái điểm thế giới tự do đi qua Moscow coi như là thường tình, anh thấy không? Có những cái quốc gia ở trong khu vực, trong những quốc gia trong Đông Nam Á, ngày xưa chúng ta nói đến liên kết với nhau như Thái Lan, Philippines, Nam Hàn, đến với Việt Nam là những quốc gia có chung những cái lực lượng, có những cái trao đổi mậu dịch hay gì. Nhưng ngày nay thì có thể khó nói, ngay cả vấn đề Nam Hàn họ có những cái quan hệ ngoại giao, ngay cả vấn đề kinh tế đối với Trung Quốc rất còn nhiều hơn, và có thể nói là hơn với Mỹ nữa. Thì cái điều đó chúng ta không có giới hạn cái sự trao đổi từ một cái quốc gia này riêng biệt thuần túy của họ cho một cái quốc gia khác. Anh thấy như hồi nãy chúng ta đã nói ban đầu, ngay cả tất cả những vũ khí chiến lược ngày nay Việt Nam cũng đón nhận từ Ấn Độ.
Thì điều đó cho thấy rằng không riêng gì, và tôi nghĩ rằng cũng giống như ông Donald Trump đưa ra First American, thì tất cả những cái vị lãnh đạo trong quốc gia khu vực họ cũng nghĩ đến quyền lợi của nhân dân họ mà thôi, quyền lợi của quốc gia họ mà thôi. Cái câu hỏi mà mọi người thật sự họ có thực sự trên cái cương vị mà vì vấn đề bảo đảm cái quyền lợi cho quốc gia, dân tộc và nhân dân họ hay là không, đó là cái gọi. Nói về cái vấn đề mà America First, tức là đặt nước Mỹ lên trên hết của Tổng thống Donald Trump, như vậy thì trong chuyến đi này của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khi gặp Tổng thống Donald Trump, thì liệu rằng là với những cái quan điểm đặt nước Mỹ lên trên hết như vậy, nó ảnh hưởng tới cái vấn đề quan hệ hai nước về vấn đề kinh tế như thế nào? Chúng ta biết là trước đây mỗi lần Hoa Kỳ đi đâu, kể cả đi Việt Nam, cũng lúc này thì tặng cho vài chục triệu chỗ này, vài triệu chỗ kia, vài triệu chỗ nọ. Còn bây giờ với cái tinh thần như vậy thì hai phía sẽ như thế nào, thưa anh? Thưa quý vị và các thính giả, khi chúng ta nói đến vấn đề tương quan giữa hai quốc gia, chúng ta không thể nào so sánh cái cuộc gặp gỡ của ông Tập Cận Bình với ông Tổng thống Donald Trump ở tại Florida. Thêm nữa, chúng ta không ít thì nhiều, chúng ta cũng nhận thức cái vai trò và cái sự tương quan giữa Việt Nam với Hoa Kỳ như thế nào khác hẳn với Trung Quốc. Thành khi chúng ta nói cái thế đứng của chúng ta khi gặp một cái quốc gia mà chúng ta cần phải có những cái sự gọi là đòi hỏi giúp đỡ của họ về nhiều cái phương diện, đó là vấn đề mà chúng tôi muốn nói về anh. Thành khi anh đề cập đến vấn đề mà cho nhỏ mấy chục triệu hay chục triệu như thế này, chắc là ngày nay không có cái vấn đề đó nữa. Một cái vấn đề tương quan lực lượng để làm sao cho cái cân bằng, cách cân mậu dịch giữa hai quốc gia có những cái nhu cầu, có những cái gọi là cái L1 để cái cấp số để cho cái hạng ngạch của Việt Nam được xuất khẩu qua Hoa Kỳ, và bên cạnh đó thì Hoa Kỳ ngược lại cũng đòi hỏi những cái quyền lợi gì ở Việt Nam. Vẫn giống như Hoa Kỳ đòi hỏi Việt Nam có thể giúp đỡ Hoa Kỳ ở trong một cái vài khía cạnh, cả về vấn đề khía cạnh chính trị nữa, thưa anh Hoàng Linh. Thành đến bây giờ tôi thì cá nhân tôi không nghĩ rằng vấn đề đi qua để nói để mấy chục triệu này mấy chục triệu khác, tôi nghĩ không phải là như vậy. Nhưng có những cái vấn đề Hoa Kỳ cũng cần phải có cái sự nghĩa là nhướng nhìn Việt Nam. Như bây giờ tôi nói một cái vấn đề rất là nhẹ nhất, thực tế nhất, có nhiều người Hoa Kỳ muốn trục xuất khỏi Việt Nam, khỏi Hoa Kỳ, nhưng bên cạnh đó họ cũng cần phải có cái sự là nhân nhượng của Việt Nam để nhận lại những người này, nhưng Việt Nam họ cũng đâu có làm theo cái điều đó. Đó là một trong những cái sự kiện là thành ra lại nhìn chúng ta không thể nào so sánh một chiếc xe Chevrolet với một chiếc xe gọi là Lexus thì là ấy được. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng đừng coi thường cái sự tương quan của hai quốc gia ngày hôm nay. Không nhớ lần trước là lần như là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoặc là Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khi sang đây đã có một cái hợp đồng kinh tế rất lớn, bán máy bay cho phía Việt Nam. Yeah. Kỳ này anh nghĩ là có một cái hợp đồng kinh tế nào gọi là nổi trội khi Thủ tướng Việt Nam sang đây? Tôi nghĩ sẽ có những cái điều mới lạ trong cái chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc, và chúng tôi nghĩ rằng sẽ có những cái hạng mục trao đổi mậu dịch giữa hai quốc gia tăng lên chứ không có bớt đi. Và trong đó chúng ta cũng đừng quên rằng là có những cái vấn đề mà có thể vấn đề trao đổi sinh viên, trao đổi công nhân làm giữa hai quốc gia cũng có thể là một trong những cái được đề cập đến. Tuy nhiên bên cạnh đó thì vấn đề mà gọi là cái hiệp ước để xóa bỏ đi tất cả những cái khó khăn trong vấn đề trao đổi vũ khí sát thương cho hai quốc gia thì có thể nó đi đến một vấn đề gợi bỏ toàn diện vấn đề đó. Tuy nhiên là trong tương lai có thể Việt Nam sẽ nhận được nhiều vũ khí nằm trong những cái hạng mục gọi là vũ khí sát thương. Trong một bài phỏng vấn mới đây của chúng tôi với ông Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, ông Hồ Xuân Sơn, thì ông Hồ Xuân Sơn có cho biết rằng ngoài việc chính là sang đây tiếp xúc với Tổng thống Donald Trump, thì ông Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn cũng còn những cái hoạt động bên lề khác như là tiếp xúc với lại các đảng phái chính trị ở Mỹ, và đặc biệt là cũng có những cái sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam. Họ nói rằng có những cuộc tiếp xúc với các doanh nhân gốc Việt ở Mỹ cũng như là các du học sinh Việt Nam ở đây. Và trong trao đổi của tôi với một trong 10 doanh nhân, xin không nói tên vì cái vị doanh nhân đó không muốn, ở Texas, ở vùng Texas, ông ấy cho biết rằng ông ấy là một trong 10 người được mời tới để nói chuyện. Ông ấy có công ty ở nhiều nước khác nhau, trong đó có ở Việt Nam khoảng chừng 200 mấy chục nhân viên.
được mời tới để trao đổi về những cái mà ông nghĩ rằng làm sao để có thể tốt hơn cho môi trường làm ăn kinh tế Việt Nam. Ông cũng đã có chuẩn bị 3-4 điều gì đó để mà trao đổi. Anh nghĩ thế nào về những cái hoạt động đó của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn của họ? Thưa anh, trong những cái chuyến thăm trước đây của những giới chức lãnh đạo của Việt Nam thì chắc anh cũng biết cái chuyện dài gặp gỡ tất cả các doanh nhân ở đây đã có từ lâu rồi. Nhưng mà anh ngồi xem lại tất cả những cái kết quả của những cái cuộc mà gặp gỡ như vậy đem lại một cái kết quả cụ thể như thế nào thì đến bây giờ những người làm truyền thông chúng tôi cũng chưa thấy cái sự việc nó như thế nào. Trong gần đây có những cái thời gian tôi theo dõi và tôi tiếp cận, tôi thấy những cái nhà máy Việt Nam nổi lên để xuất khẩu tất cả những cái đồ đạc đi qua ngoài Bắc, thì tôi thấy cũng ít có từng sự cái đầu tư của nước ngoài về, và đó là những cái sự đầu tư của những cái quốc gia thôi, chứ còn không phải tôi nói nước ngoài là từ những người Việt ở hải ngoại. Thì vậy thì tôi cũng không được biết nhiều, nhưng mà theo tôi nghĩ thì đó là một trong những hình thức mà như anh với tôi đều nói là cái protocol. Trong cái tiến trình thì ông đi qua đây thì ông phải có cái cơ hội để gặp gỡ tất cả những doanh nhân, tất cả những cái người gọi là kiều bào ở đây. Trong số đó thì ví dụ như anh cũng biết rồi, kiều bào thì nói người Việt ở đây thì chúng ta không thể nào. Hôm nay tôi nói chuyện với anh trên cái chương trình của anh, rất biết rất nhiều người Việt Nam xem, tôi cũng nói cái con số lượng đó không có đáng kể. Khi mà chúng ta thực nhìn vào cái thực tế rõ ràng là có thể nói cái lực lượng người Việt chúng ta ở hải ngoại mà đặc biệt là tại Hoa Kỳ, ngay tại phố Bô Sa TV của anh, ngay từ con đường Westminster, ngay con đường Brockhurst, thì anh nghĩ anh đã có cái câu trả lời riêng rồi. Tôi nghĩ rằng đến cái lúc nếu ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cái điều kiện thì ông gặp gỡ một cách công khai với tất cả những cái người Việt ở đây, đến lúc ông sẽ cho tất cả mọi người ở đây tất cả những gì, và ông cũng phải chấp nhận để những cái sự thắc mắc của họ, thì khi đó thì chúng ta mới hầu giải tỏa những cái gì mà trong một cái tiến trình dài 40 mấy năm qua chúng ta đang vướng mắc. Chứ thật sự ra nếu mà đưa lên báo chí đã gặp nhân dân hoặc những phái đoàn ấy thì đó là một cái sự việc mà chúng tôi coi đó là cái hình thức protocol mà thôi, chứ không phải là một cái sự hiện thực ở đây. Về chuyến đi của Tổng thống Donald Trump sang Việt Nam, ngược lại sang Việt Nam vào tháng 10-11 tới đây, nhân cái hội nghị APEC, thì anh đã có dự định, anh và chương trình Little Sun TV đã có dự định để mà ghi nhận cái sự kiện đó ngay tại Việt Nam hay không? Thật sự mà nói đến cái chuyến đi này á, chuyến đi của ông Donald Trump về APEC á, thì chắc anh cũng biết rằng là nếu mà đi thì chỉ là một cái hình thức mà thôi. Anh cũng tham dự, tôi cũng theo tất cả những cái tiến trình báo chí ở đây, như báo Người Việt họ cũng có nhân viên đi, anh cũng đi, thì có đó là một cái hình thức quảng cáo cho cái cơ sở media của họ. Nhưng mà cái tính chất sát, cái gọi là hiện thực và đem lại cái kết quả thực tế, đã có một cái người phóng viên nào cũng có cái gì đưa ra những cái sự kiện mà chúng ta cần nêu ra hay không, đó là một trong những cái sự kiện mà chúng ta cũng cần. Tôi thì làm cái nghề chứ. Anh trở lại cái hỏi cái mong muốn, đại nhiên anh là người làm trong media, lúc nào anh cũng mong muốn có những cái cuộc tiếp xúc ngoài cái sự làm việc thường hàng ngày của anh, thì anh cũng có cái cuộc tiếp xúc đó. Nhưng mà cái câu trả lời được hay không thì chắc lại không phải ở cái người quyết định là tôi, thành là tôi không có thể có cái câu trả lời. Nhưng mà nói thật lương tâm tôi cũng muốn. Tôi thì có một cái, tôi lớn lên sinh trưởng tại Việt Nam, tôi được giáo dục tại Việt Nam, nơi quê hương của tôi. Lẽ nhiên tôi cũng muốn về đó để tôi xem thực tế tất cả những cái sự kiện thay đổi ở tại cái quốc gia đó như thế nào sau 42 năm. Đến bây giờ thì tôi không còn nghi ngờ gì, tất cả những cái phát triển hạ tầng cơ sở đó đã có ở tại Việt Nam. Tôi nhìn thấy qua truyền hình, tôi nhìn thấy những cái sự việc xảy ra trên đường phố. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng quan tâm đến vấn đề y tế, tôi cũng quan tâm đến vấn đề gọi là vấn đề giáo dục. Bên cạnh đó tôi cũng quan tâm đến vấn đề môi trường, đặc biệt nhất là vấn đề thực phẩm. Thì lẽ nhiên tôi nghe thôi chứ tôi chưa được biết vấn đề. Nhiều người đi về Việt Nam kiêng cự ăn cái này sợ cái kia, nhưng mà tôi nhìn cái hình ảnh ở trên những cái siêu thị tôi thấy nó cũng thành ra tôi cũng nói có một ngày nào đó tôi cũng sẽ đi, tôi cũng đến, tôi cũng thăm, tôi cũng coi từng sự kiện. Và tôi hy vọng rằng những cái nhận xét của mình ở tính cách trung lập, mình công khai, mình nhìn nhận những cái sự kiện gì. Và tôi cũng muốn có cơ hội để tôi đi đến ở Pleiku, đi đến ở trên những cái con đường mà bao nhiêu người, kể khi từ phi trường Cửu Hành như vậy, bao nhiêu người đã chết trong cái đoạn đường đó, và cái sự mà thành hình của một cái Việt Nam sau 42 năm nó như thế nào. Không biết đối với cá nhân anh như thế nào, nhưng đến cá nhân tôi nhiều khi tôi nằm ngủ tôi vẫn nghĩ cái sự kiện 30 tháng 4 nó giống như ngày hôm qua. Thành ra những cái hình ảnh của Sài Gòn ngày trước á, đối với tôi cũng giống như trong đầu. Thành ra tôi chưa cập nhật được tất cả những cái gì hiện tại xảy ra tại Sài Gòn, cũng giống như tại Hà Nội, cũng giống như ở tại Đà Nẵng thôi.
Xin cảm ơn nhà báo Đoàn Trọng cho buổi nói chuyện rất là thú vị ngày hôm nay với thật nhiều thông tin liên quan tới chuyến đi một lần nữa của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng này 29 cho tới 31 tháng 5 năm 2017. Trong đó có cuộc gặp gỡ chính thức với Tổng thống Donald Trump ngay tại Nhà Trắng. Xin hẹn gặp lại anh trong những lần tới thưa anh. Vâng, cảm ơn anh. Xin gửi lời chào tất cả đến quý vị cùng với chúng tôi qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.